Chào cả nhà nha, hôm nay thì mình ghé tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm á. Mình giới thiệu đến mọi người một cặp cá mới ha, là cá ép đó mọi người. Cá này mới vừa tìm hiểu trên mạng là hai con bự to đùng này nè. Cá này lạ quá, lần đầu tiên mình mới thấy luôn, cá ép. Hai con này có siêu to luôn mọi người. Chắc này là con này, chắc mình nghĩ là ê, con bự này con mái hả? Cá ép ha, hai con cá ép kìa mọi người, siêu to luôn. Con cá là cái bụng nó to giống như con cá mì dinh gì đó, mà nó cái mình nó màu đen á mọi người. Đây mình thấy con cá này nó bự ghê không, cái đuôi nữa kìa, cho nó bơi chổng ngược xuống không, quá chật to luôn. Nó bơi quý, nó bơi ngược ngược xuống không, ngoài ra thì bạn còn bán rất là nhiều cá bình tích nữa mọi người. Bình tích hạt lựu đỏ thì bạn thả chung luôn ha, nguyên một xi, nguyên một cái hồ to luôn. Bên đây nó có nuôi mấy em rùa kiển nè mọi người, đó mấy con rùa kiển quá trời luôn. Đây 3-4 con rùa kiển luôn. Thôi ở đây mình nhìn xuống thôi chắc dễ hơn. Rồi mấy con rùa 233 ta, mình không có gành nữa. Các bạn nào gành thì cho mình thông tin ha. Bên đây có một cái hồ cá mới gọi là cá sê can và cá hồng cam đó mọi người. Đây một cái hồ cá luôn. Quá trời đã. Dưới là bạn nuôi khá là nhiều ốc táo dưới đây ha. Còn bên đây là bạn nuôi cá này, cá nóc á mọi người, cá nóc. Cá nóc với mấy con cá lạ lạ ha. Đây bạn có mấy con cá tỳ bà bướm nữa nè, tỳ bà bướm, cá quệt, quá trời cá luôn. Bữa nay cá mới về hổm gà là mình không có ghé đây, bữa nay mình ghé là toàn cá đẹp không. Cái con cá ngũ hoa ở dưới này thì bạn có nguyên một cái hồ cá mô ly. Tại tiệm cá cảnh hôm Thanh Liêm hôm nay nhập về rất là nhiều dòng cá ha. Đây cá lông gà với lại mấy cây thủy sinh, mấy con cá phát tài. Đây có nguyên một cái thùng cá nhỏ nhỏ. Con cá này rồi, cá cuốn sừng. Ở đây bạn có cá sê can xanh. Bên đây bạn có một, tiếp tục có một cái hồ cá rồi, cá két đó mọi người, cá ali thái, cá két lộn xộn hết trơn. Bên này bạn có nguyên một cái hồ cá chép coi, chép phụ, chép coi. Buổi tối với cái ánh đèn hỗ trợ thì những cái hồ cá nó khác biệt ha, mình thích quay là buổi tối hơn là ban ngày mọi người.
thì buổi tối nhìn mấy con cá rất là đẹp. Ở trên nè. Quay qua bên đây là có mấy con cá nữa nè. Ngân lông siêu to khổng lồ. Một cặp ngân lông luôn. Ở dưới này là quay một cái hồ cá cánh bướm. Ủa, cánh bường. Dạ quang. Quay qua bên đây có hồ cá rồi. Có con cá chê bên đa kìa, với con ca la hán. Wow, ở trên này có một cái hồ cá gọi là cá dĩa, cái cá cánh bường. Quá trời đẹp luôn. Mấy con cá nhỏ nữa kìa. Cái dĩa này quá đẹp. Đây tiếp tục sẽ cho mọi người xem mấy con cá bảy màu để tìm cái cảnh của bạn Thanh Liêm ha. Đó, quá trời dòng bảy màu luôn. Đây một cái cá bảy màu đó. Cái này bảy màu màu đỏ, corgis. Quán cũng hết rồi, còn có mấy con. Mấy con bảy màu bên đây nó nuôi một cái hồ. Wow, cái hồ bên đây là nhìn mía đã mà. Nguyên cái nheo quá trơn luôn. Dumbo. Xuống cái hồ cá này có con này sao nó cá sim mà bị bệnh hay gì không thả ở đây. Con này cũng bị bệnh quá, đây cũng có một con cá. Cái mình nghi nó bị bệnh quá. Tôm ngũ sắc à, con này nó nhạt quá vậy. Màu nó nhạt nhớt hơn. Cái nó đang thay lớp vỏ này á. Có con trong nó đậm kìa. Con trong nó đang bò ra kìa mọi người. Tôm ngũ sắc. Đây còn hai con cá la hán. Một con la hán. Bên này bên gai con này nhìn thấy màu lên đẹp hơn. Buổi tối mình thấy khách là đến cũng đến tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm ta mua sắm ha. Phía trước là bạn Thanh Liêm đang giới thiệu khách đi mua kìa. Đó, phía trước cái tiệm cá của bạn. Này rất là nhiều thiết bị mà bên cái hồ cá bằng Thanh Liêm bày bán cho khách hàng. Quá trời luôn, quá trời mẫu luôn mọi người. Đây có mấy chiếc thuyền nhỏ nhỏ nữa ha. Để trong cái hồ cá chắc đẹp lắm. Không? Đây có con cá gòn 999 nè mọi người. Quá đẹp luôn. Trên có nguyên một cái kệ cá. Đây có mấy con cá chép sư tử. Con chép sư tử trắng quá đẹp quá. Quá đẹp luôn. Hai con này có siêu quá trời đã quá mọi người. Cá nóc. Buổi tối với cánh đèn hỗ trợ thì những cái hồ cá nó khác biệt ha. Buổi tối với cánh đèn hỗ trợ thì những cái hồ cá nó khác biệt ha.